Chào chồng với nhau. Ủa giờ sao bác? Làm sao đây? Làm sao bác? Giờ làm sao bác? Canh kiểu gì mà sao mặn thế? Mày lếm thử mà xem. Mày không, mày biết là mẹ không ăn mặn được rồi, sao mày còn nấu mặn như này? Mà không, rõ ràng là cháu nấu có một thìa muối thôi mà làm gì có. Mặn ơi là mặn đấy, mày lếm đi, mày lếm xem nào. Tôm mà không nấu được như này làm kìa. Không mặn. Lần lấu lại bác. Ôi làm gì bác? Ôi. Bác ơi. Ôi. Sao bác làm gì bác? Ôi bác ơi, bình tĩnh bác. Đi về đi, đây đây quần áo. Ôi. Đi về. Làm gì đây? Quần áo đi. Đi bác. Cho nó đi về nhà nói, ta không cần nó mở ở đây nữa đâu. Mày mới lấy quần áo của tôi ra đây vậy? Nó đi về đi, nó về luôn đi. Nó làm gì được nhà tao đâu. Kiên. Ôi, giờ cháu bác. Sao giờ ăn cơm bác? Ê, Kiên ơi. Sao giờ ăn cơm Kiên? Ăn cơm xong rồi đi xếp hàng. Đi xếp hàng á? Hiệp bảo Hiệp thôi. Hiệp đi xếp hàng Kiên ơi nhá. Ôi nhưng mà sao như? Ừ thì cũng được. Thôi cứ ăn cơm đi. Ăn cơm xong rồi. Ăn cơm xong mới sang đây chứ. Thôi cứ ăn cơm đi. Ngại gì? Cháu ăn rồi bác ạ. Ăn đi. Vào đây ăn. Tôi cũng ngại gì đâu, ăn đi. Qua bao nhiêu lần rồi mà còn vẫn ngại. Thanh niên cũng ngại nên nói sao. Không, căn bản ăn rồi, ngại gì đâu. Cả nhà ăn nhá. Ăn đi. Nhưng sao ăn cơm muộn đấy? Bác đi làm về muộn mà. Vâng, cơm muộn thật đấy. Ăn cơm nhá. Thơm này nấu ngon đấy. Nấu thịt tiếc ngon nhở. Ngon, vào đây ăn. Thôi, không ăn rồi, cơm là ăn rồi. Cứ ăn đi. Ê, Kiên ra lại đi làm không Kiên? Hả? Ra lại có đi làm không? Không. Không. Dịch mà. Gì nhờ? Thế chiều đi xếp hàng. Đi mẹ. Ăn đi, thôi, đi làm. Ê, Thư hôm nay làm sao không xếp hàng được đây? À, chiều Thư có lịch đào tạo thì nên là Thư không đi được. À, vậy à? Ừ. Thế thôi, để chiều Hiệp cả Kiên đi xếp hàng cho. Chiều đi cẩn thận nhá. Đang trời đang mưa. Trời thì mưa lại đang trời rông nhiều. Ăn đi, ăn đi. Ủa giờ sao bác? Làm sao bác? Giờ làm sao bác? Canh kiểu gì mà sao mặn thế? Mày lếm thử mà xem. Mày biết là mẹ không ăn mặn được rồi, sao mày còn nấu mặn như này? Không, rõ ràng là cháu nấu có một thìa muối thôi mà làm gì có. Mặn ơi là mặn đấy, mày lếm xem nào. Để có mày cái nào. Đấy, nếm thử xem nào. Lếm xem nào, xem mặn không? Nếu mà mặn không? Ôi, mặn chết như này. Đấy, anh xem này, anh thử xem là có phải mặn không và anh này ấy thế. Mặn chết đi. Đấy, lếm đi xem nào có phải mặn không. À, tao nói điêu. Sao ấy? Đấy. Mặn lắm hả? Sao mặn à? Đấy xem nó có phải gì không? Hả? Sao mặn nó Thư? Nhiều mắm, nhiều muối vậy. Sao rồi mẹ đi làm về được bữa cơm rồi mày nấu mặn hôm nay này. Mày đi được bữa cơm mày nấu mà mặn chát này tao không thể nào tao nuốt được. Bác ơi rõ ràng cháu cho mỗi một thìa muối, cháu không nghĩ là nó mặn như thế này. Đấy hôm nay cấm cãi nhá. Ôi mẹ ơi Thư nấu không ngon thì mẹ ăn tạm gì đi cũng được con để. Thì tao ăn làm sao được, nó phải có nước canh thì ăn được chưa? Bây giờ mày về đây rồi, mày là người yêu của Kiên, Kiên chưa cưới mày, mày đã nấu bữa cơm mà còn chưa lên hồn. Mai kia không biết mày lại về, mày cưới mày về thì không biết mày làm được cái gì đây. Ôi mẹ bữa cơm. Vậy bác, bây giờ bác ăn tạm thịt được bác ơi. Mày làm sao bác không nấu được thì mẹ để tao nấu. Mày nấu cho mẹ ăn được bữa cơm như này, mẹ đi làm về vất vả, bây giờ chuẩn bị đi làm đấy. Bữa cơm, chảy ra bữa cơm này. Sao mày không nấu đi, mày còn để cho Thư nấu. Có thanh không? Hôm nay được ngày nó nấu cơm đây, một bữa nấu cơm đây mà nấu làm phải nấu tao hồn nhá. Mình có nấu không được cái này. Bạn để tao nấu. Không cãi nhau nữa, thôi. Mẹ nói bia mẹ ăn tí tí để canh mẹ không ăn thì thôi, để ra ngoài mẹ ăn tí. Ăn làm sao được? Bây giờ bữa cơm còn không nấu được. Nhà tao kia còn là mẫu ruộng kia thì làm sao được? Hả? Mẹ ăn tí tí. Cơm của đứa dạng còn không làm được rồi làm sao được ruộng? Mày im mồm để tao nói chuyện với nó. Mày cứ bênh nói gì, mày cãi nó, mày bênh nói gì? Để nó treo đầu cơ khổ à? Lúc nào chả bênh nó. Bữa cơm còn không nấu được cái này làm gì?
không lấu lại bác. Ôi làm gì bác? Ôi bác ơi. Ôi sao bác làm gì bác? Ôi bác ơi bình tĩnh bác. Đi về đi, đây đây quần áo rồi. Đi về đi, đi về. Em gì đây? Quần áo nó đi. Gì bác? Để cho nó đi về nhà nói, ta không cần nó mở đây nữa đâu. Mày bước em quần áo của tôi ra đây vậy? Nó đi về đi, nó về luôn đi. Nó làm gì được nhà tao đâu. Sao? Thư... Được kiên nhận hết quần áo cho Thư đi. Đây, không làm hết quần áo của Thư ra đây. Không làm được cái việc gì cho nhà tao. Bây giờ mày còn chưa cưới nó mà còn không làm được cái gì. Mai kia mày cưới, cưới nó về mày làm được cái gì. Thì mẹ mày là mẹ nói chuyện gì ra hoàng mà nó từ từ. Để cho nó đi về nhà nó đi. Tao không cần nó ở đây nữa đâu. Để mày, tao cho mày lấy cái hưởng, cưới cái hưởng. Đấy rồi á, bây giờ bữa cơm mới thành thành ra gia đình như này luôn. Có mỗi bữa cơm thì cũng phải như thế. Cơm làm, còn không nên hồn, còn cơm nước. Thì bây giờ từ từ, nếu mà Thư không được thì mày để từ từ, để Thư từ từ nó nấu cái mẹ mắng chửi như vậy. Rồi, nấu bận này bận khác thì nó vẫn thế rồi. Không có gì là không biết làm cái gì hết. Mà sao em lại nấu cơm cho bạn vậy? Không nấu như thế. Đấy, cứ cãi bác ạ. Mọi hôm Thư nấu cơm ngon mà, nhưng mà chả hiểu sao hôm nay lại mặn ghế, nước cạnh mặn ghế. Thôi mẹ, thôi để nó đi về đi. Nó đi về nhà nó đi, để nó nấu cho nhà nó ăn. Tao đây tao không cần, tao nấu đấy tao ăn được. Mà bây giờ đuổi đi Thư, Thư ở đây con, chứ bây giờ làm sao mẹ đuổi Thư về được. Để mày cứ lấy để cưới hưởng thôi. Thôi Thư ở đây con. Thôi đi về đi, để cho đi về. Thôi. Thôi bác ơi. Mai cháu sẽ sửa sai ạ. Bây giờ mẹ đuổi về sao mà đuổi được? Bây giờ thừa đây con, bây giờ mẹ đuổi về. Nó làm gì được không? Nó không biết làm cái gì đâu. Mày biết làm gì, lúc nào cũng nghĩ mình đấy. Mày mồm vào, mày đừng có mà sửa sói khác. Mẹ chả gì hết. Mày tính mày sửa sói vừa vừa phải thôi. Sửa sói tao thì nói, thèm nói thôi. Có mẹ đây không thèm nói mà bà mày ấy. Không biết làm một cái gì. Thế là mày cũng chả sửa sói gì khác. Mai kia tao cấy mẫu ruộng thì không biết làm được cái gì. Tao đi làm một mình, tao đi làm hết ngoài đồng à. Tao cấy hết một lần một mình, tao mẫu ruộng à. Không đỡ đần ta được cái gì. Lấy mấy người bên. Biết làm biết ăn chứ. Lấy một người không biết làm biết ăn thì làm cái gì. Mày đưa cái cầm cái túi đồ này làm cái gì. Mày cầm túi đồ làm biết. Ừ. Đi về đi, cô đi về đi. Tao mẹ đi về đi. Em gì đấy? Không, đi về để tôi lên đi về đi. Mày tao không thể nói chuyện với mày nữa đâu nhá. Mày đừng có mà bênh nó đâu nhá. Mày suốt ngày mày bênh nó. Người em khóc thật rồi. Em đã trao anh hơn cả một tình yêu. Em thương anh những chiếc hôn vụng dài. Em thương anh thương những đêm say. Anh hạnh phúc bên người mới này. Em sẽ giữ những kỷ niệm ở đây. Em thương anh thương tình yêu này. Em này bác cứ bênh. Thôi đưa đừng ấy nữa thôi. Mẹ mày vứt đồ tôi đi vậy. Nói chuyện với mày cơ. Như nào mẹ nói chuyện bình tĩnh với nó. Sao mẹ bắt đầu đi. Tao không thèm nói chuyện với mày đâu. Mày đi về, mày để cho nó đi về đi. Do mẹ nói chuyện đồng hành nó. Mẹ đưa được tươi. Ở đây đi, ở đây lại đây. Tao về làm gì ở đây thôi. Đuổi em về rồi. Mày thôi, nhìn đó. Tôi đây thôi. Thôi đi về. Ở đây thôi. Mẹ đuổi em thế rồi, em ở đây làm gì nữa. Thôi đấy, chúng nói chuyện với tình như nào. Chứ sao nấu ăn kiểu gì mà cho muối mà như thế. Em không có nấu như thế. Không nấu như thế, sao lại nấu mặn thế. Em làm sao biết được, tự nhiên em vẫn cho như mọi hôm, em vẫn cho một tiền. Không hề cho thêm cái gì cả. Đúng rồi, mọi hôm mà Thư nấu cơm ngon lắm. Nhưng mà chả hiểu sao thì hôm nay lại mặn như thế. Chả biết em nữa. Em vậy, em giật mình ấy, em không nghĩ là đúng em rồi. Làm như thế cả. Bây giờ anh xem bây giờ em vào nhà mẹ chấp nhận em không? Hay là mắng nhất xong rồi chửi đùa em, đuổi em đi. Thôi thì vào nhà được nói chuyện, xin mẹ. Thôi bây giờ Thư vào xin lỗi mẹ đi, là được mà. Đi nói chuyện với mẹ, về làm gì về. Không giận mẹ gì hết, nhưng mà bây giờ mẹ đang bức xúc em như thế. Em càng vào mẹ càng ngứa mắt em. Bây giờ em phải ở đây với anh chứ, bây giờ anh làm sao anh sống được bây giờ. Ở đây với anh chứ, vừa đây. Vừa đây ở với anh chứ. Nhưng em về làm sao mà anh sống được ở đây một mình được. Nhưng vừa đây rồi anh xin mẹ rồi, rồi anh xem mẹ bỏ qua cho. Bây giờ mẹ sẽ bỏ qua được, anh xem đấy. Bây giờ mẹ làm gì có chấp nhận em nữa không? Thôi vợ phải ở đây với chồng chứ, bây giờ vợ về thì làm sao mà chồng sống được. Ở đây với chồng thôi chứ. Thôi Thư, ở lại đi chồng nói chuyện với mẹ. Chồng nói chuyện với mẹ đi, vào đây đi, vào đây chồng nói chuyện với mẹ để xem nào. Nói chuyện với mẹ cũng không giải quyết được gì cả. Nhưng mà vợ có cho muối kia không? Vợ có cho muối nhưng mà vợ chỉ cho một thìa thôi, không hề cho nhiều như thế. Làm sao mà mặn như thế được? Vợ không biết được tại sao như thế không? Đi về để chồng nói chuyện với mẹ. Đi vào đi Thư. Đi vào nói chuyện với mẹ xem nào. Nếu mà bây giờ mẹ có mắng chửi gì kệ mẹ đi. Bây giờ vợ sống đây vì chồng đi.
thì chồng sẽ bảo vệ vợ, chồng sẽ lo quan tâm vợ. Bây giờ kệ thì mẹ với cả con Hường đi, bây giờ chứ vợ về con Hường nó làm quá lên đấy, nó lại được đá ấy, nó vui mừng đấy, đi vào đây chồng. Vợ không được về, đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây. Thế mày còn rất hai đứa còn rất mặt mặt về đây làm gì? Bây giờ con Mỹ Thư mẹ chẳng đấy với mèo, mẹ không ăn được với bọn con thì con Mỹ Thư sẽ ở ăn riêng. Thế bây giờ mẹ đừng có mắng Thư như thế nữa. Thư con biết tính Thư không phải nấu ăn kiểu thế đâu, mẹ. Mày gọi mẹ ăn riêng, mẹ ăn riêng mẹ mày đi. Mày còn mặt dày còn bắt mặt về đây làm gì? Bây giờ là nói một câu mày cắt một câu mày bênh chằm nó. Con không phải con bênh nhưng mà con biết tính Thư không phải là Thư nấu ăn kiểu thế luôn. Bây giờ như thế nào mẹ nói đàng hoàng với Thư làm sao mẹ cũng phải mắng thử nó chứ. Bây giờ nó mới về đây, bây giờ mẹ mắng chửi nó như thế, bây giờ dân làng người ta cười cho. Không biết làm một cái gì. Đi vào đây, bây giờ con... Thôi vào đi chứ, đi vào đi. Con cái Thư, bây giờ mẹ, nếu mà mẹ cảm giác mà mẹ không ăn được với con ấy, thì con cái Thư ra ăn riêng. Ăn riêng đi, mày muốn ăn riêng, mày muốn làm gì mày làm. Thôi nhá, cứ để cho nó về đi. Bây giờ nó chỉ nghe con kia thôi, chứ nó không ấy đâu. Giờ nói gì cũng vậy thôi. Đi em ơi, em ở đấy. Nói thì bênh nhau. Em ở đây. Lúc nào thế? Chết rồi, ngồi đây. Nói một câu, cãi một câu. Con chả cãi gì cả, con nói đúng rồi. Mẹ tao mày, tao mày, mày, mày biết là mày bị cái im cái mồm đi. Mày tao nuôi tụi mày vào tùi bé, bây giờ mày bằng từ đấy à. Không, bây giờ mày nói một câu, mày cãi một câu. Bất dậy đi. Không đúng mà, tao nói sai à, tao nói điều quả mà mày vẫn còn bệnh. Như thế nào mẹ nói bình thường với Thư được thường, và bây giờ mẹ đi chửi Thư như thế. Mẹ vứt đồ Thư ra như thế. Nhưng mà tao cay nó là nó chưa về nhà tao, nó làm được một cái gì mà nó nói yêu tao, nói xấu tao. Bây giờ... Về sau này nó nói như thế nào, nó còn nói xấu tao nhiều nữa. Mẹ ra ngoài đi. Bây giờ mẹ không ăn được hai vợ chồng con thì con ăn một riêng của mình. Mẹ đừng có mà mắng cho con Thư nữa. Thôi mẹ, đi ra thì ấy đi con ấy, cho ấy khác mà đi làm chứ đừng giảm đâu mà nó sẽ... Mày nói ít thôi, chỉ xói ít thôi. Trời ơi, chỉ xói cả cũng đúng mà chỉ xói gì? Thôi, đấy ạ, thôi. Thôi, nghỉ đi. Thôi, đừng buồn nữa Thư ạ. Thôi, đừng buồn nữa. Không buồn thôi, nữa. Thôi, đừng buồn nữa. Thôi, không ai buồn thì... Để chồng nói chuyện bây giờ, từ bây giờ nếu mà vợ không ăn được cái mẹ thì bây giờ chồng vợ ra ăn riêng. Không buồn nữa. Bây giờ ra ngoài ăn riêng. Buồn nữa, bây giờ ra ngoài ăn riêng, chồng với vợ ăn riêng. Bây giờ vợ không ăn được thì chồng cũng sẽ bên vợ, chồng ăn riêng với vợ. Mẹ quá đáng. Có gì đâu mà phải đối xử đi Thư như thế. Căn bản là có Hường nữa, nó cứ mưu kích vào ấy. Thôi nín đi. Thôi, Thư buồn cơm, nữa. Đi ăn cơm đi. Đi ăn cơm đi. Đi ăn cơm đi, còn chiều đi học không ăn đói làm sao ăn được. Nói làm sao mà được, đi học đi. Đi ăn đi đã rồi đi học.